Tiền thân là trung tâm dịch vụ thiết bị bưu điện với nền tảng bao gồm đội ngũ ban lãnh đạo và kỹ thuật chuyên nghiệp có trình độ, am hiểu về thiết bị và dịch vụ viễn thông tổng thể. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm hình thành và phát triển của mình, thương hiệu Vân Trung đã được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tư nhân thu được nhiều thành công trong lĩnh vực cung cấp thiết bị viễn thông tổng thể. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trên mục Talk doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với ông Hoàng Mai Trung, giám đốc công ty điện thoại Vân Trung về con đường mà ông đã đưa công ty có được như ngày hôm nay. Nếu như cuối những năm 90 của thế kỷ trước, dịch vụ viễn thông bưu điện vẫn chưa thực sự phát triển mạnh, chủ yếu vẫn trong cơ chế nhà nước quản lý. Các doanh nghiệp viễn thông tham gia gần như là các ban ngành dưới sự quản lý của nhà nước, nên lĩnh vực viễn thông không có tính cạnh tranh mạnh. Nhưng đến nay, với nhu cầu phát triển không ngừng của công nghệ thông tin liên lạc đã tạo cơ hội cho các cá nhân và tổ chức nhỏ manh nha hình thành và hoạt động. Công ty điện thoại Vân Trung ra đời cũng xuất phát từ chính nhu cầu của xã hội và thị trường. Tiền thân là trung tâm dịch vụ thiết bị bưu điện với nền tảng bao gồm đội ngũ ban lãnh đạo và kỹ thuật chuyên nghiệp có trình độ, am hiểu về thiết bị và dịch vụ viễn thông tổng thể. Từ những ngày đầu, công ty hướng đến phát triển các dịch vụ thủ tục tương tự Bưu điện Hà Nội như lắp đặt mới, chuyển dịch sang tên, thuê bao điện thoại cố định, thuê bao cityphone và các mạng GSM di động. Chỉ sau một thời gian, công ty tiếp tục tham gia cung cấp thiết bị tính cước cho các bưu điện bưu cục, cung cấp dịch vụ thiết bị viễn thông cho doanh nghiệp trong nước. Để tiếp cận khách hàng cũng là cả một vấn đề đối với doanh nghiệp nhỏ như Vân Trung. Với chuyên môn sẵn có về công nghệ thông tin, công ty đã tự xây dựng website và sử dụng thương mại điện tử làm kênh thông tin chính cho mình. Xây dựng một doanh nghiệp lớn thì cần phải có hệ thống quản lý danh mục khách hàng CRM và tổ chức bộ máy. Chính các cán bộ trong công ty đã tự viết phần mềm quản lý, vừa làm vừa học hỏi, tìm tòi nghiên cứu bởi các chuyên gia kinh tế, các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông, các tổ chức trong nước và quốc tế. Xin chào anh Hoàng Mai Trung, giám đốc công ty điện thoại Vân Trung. Rất vui vì anh đã tham gia chương trình Talk doanh nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chương trình muốn gửi tới anh là anh có thể cho biết là cái slogan hơn cả sự mong đợi đó có phải là cái điều mà công ty muốn mang lại cho các khách hàng không ạ? Hơn cả sự mong đợi là điều khách hàng cần, và thật sự ra chúng tôi cũng chỉ là người mang cái điều đó đến với họ thôi. Còn với chúng tôi thì đơn giản chỉ là phục vụ xã hội, nỗ lực hết mình, và cái gì cũng mình cứ tâm nguyện là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và đây theo chúng tôi cũng là cái gốc của dịch vụ và cũng là sự phát triển bền vững. Trước đây công ty chúng tôi chỉ cung cấp những cái sản phẩm mà mình cứ nghĩ là chỉ cung cấp cái sản phẩm tốt và giá rẻ là đầy đủ. Nhưng mà trong thời gian mà tiếp xúc lâu dài với khách hàng thì chúng tôi mới nhận thấy một cái là đấy chỉ là cái nhu cầu tối thiểu của khách hàng thôi. Chứ còn điều họ cần đó là cái sử dụng cái dịch vụ mà tổng thể với chất lượng cao. Vâng, được biết là kinh doanh trong lĩnh vực này thì đối tượng khách hàng chủ yếu là những cái người hiểu biết nhiều về công nghệ thông tin. Vậy thì anh có thể cho biết là những cái sản phẩm mà phục vụ họ là những sản phẩm gì ạ? Trước đây ấy, công ty khi mới thành lập chỉ có một vài sản phẩm viễn thông rất là cơ bản thôi, đơn giản thôi, để phục vụ cho cái ngành viễn thông và bưu điện. Đến nay danh mục cái sản phẩm đã lên đến hàng nghìn rồi. Đối tượng của Vân Trung không chỉ là các khách hàng có hiểu biết về kỹ thuật và IT thông thường, mà nó còn là phải là các cái chuyên gia thực sự trong cái lĩnh vực này. Để thuyết phục được họ chấp nhận mua hàng của mình ấy thì không đơn giản chỉ có đủ chủng loại mà còn có nhiều thứ hơn nữa, và họ yêu cầu rất là cao. Đấy, do đó chúng tôi không chỉ là các nhà kinh doanh mà phải là những cán bộ kỹ thuật. Hầu hết những người bán hàng của Vân Trung ấy đều được đào tạo ít nhất 2 năm về kỹ thuật, về cả thực tiễn lẫn lý thuyết. Chưa kể là các đơn vị hãng, người ta sẽ phải hỗ trợ chúng tôi trong chuyện đào tạo. Kinh doanh trong cái lĩnh vực này thì kỹ thuật và giải pháp cũng là một cái mấu chốt quan trọng cho sự thành công của công ty. Vậy thì công ty của anh đã có những cái cố gắng gì để nâng cao cái chất lượng bộ phận kỹ thuật của mình cũng như chất lượng phục vụ? Đối với doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực mà cung cấp về điện tử viễn thông tin học này thì bộ máy cán bộ cần phải là các cái chuyên gia kỹ thuật. Không chỉ có cán bộ kỹ thuật mà tất cả các bộ phận khác từ bán hàng đến quản lý kho cũng cần có trình độ và hiểu biết về thiết bị, sản phẩm. Cũng may mắn là ban lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp thì cũng xuất phát từ những cái cán bộ kỹ thuật trong cái ngành viễn thông này. Do đó là cũng rất là hiểu biết,
Do đó là cái vấn đề giải quyết đây không phải là vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó thì các bộ phận trên doanh nghiệp ấy, các cán bộ thì đều được đào tạo từ các cái ban ngành khoa như điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và rất nhiều những cái khoa thuộc về lĩnh vực này, và từ các cái trường bách khoa hay tổng hợp hay học viện kỹ thuật quân sự hay là bưu chính viễn thông và các trường quản trị mạng khác. Do đó chúng tôi tin tưởng là cái khi chúng tôi làm thì khách hàng cứ yên tâm là chúng tôi sẽ làm được, đã có được cái sự nỗ lực hết mình rồi, nhưng mà chúng tôi có năng lực để mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu đối với khách hàng. www.vctel.com được Vân Trung xây dựng cách đây gần 5 năm, từ lúc thương mại điện tử còn ít người để ý và thừa nhận ngay tại Việt Nam. Xác định đây là hướng đi lâu dài của công ty nên Vân Trung đã làm rất nghiêm túc để gây dựng cổng thương mại điện tử riêng cho mình. Công ty xây dựng thương mại điện tử theo hình thức bán hàng B2C, được thiết kế sắp xếp hàng hóa theo đúng các ngành hàng công ty đang kinh doanh. Một website có chiều sâu về nội dung, sản phẩm phong phú, đa dạng, được cập nhật liên tục, trình bày chuyên nghiệp. Danh mục mặt hàng không ngừng mở rộng. Hiện nay, tại website có hơn 1.000 mã hàng được chia thành các nhóm hàng rõ ràng. Tổng đài điện thoại, chống sét cho tổng đài, ghi âm điện thoại, gọi điện thoại giá rẻ, vật liệu và thiết bị mạng, điện thoại để bàn, điện thoại kéo dài. Đặc điểm nổi bật của website là dễ tìm kiếm, dễ xem và đặt hàng. Hiện nay, website còn được xem là trung tâm thư viện của các tài liệu về thiết bị viễn thông bưu điện. Đó là điều mong muốn mà công ty cố gắng mang lại những hiểu biết cơ bản cho những ai muốn sử dụng sản phẩm mà chưa có hiểu biết và những người muốn nâng cao trình độ đến chuyên sâu. Được biết công ty Vân Trung đang thúc đẩy xây dựng cái quy trình làm việc ISO 9001:2000. Vậy thì đây có phải là cái định hướng trong thời gian tới của Vân Trung không? Tiêu chuẩn quản lý cái tiêu chuẩn ISO này chúng tôi cũng đã biết từ rất lâu. Cái này là do trung tâm đo lường tiêu chuẩn quốc gia thì đã có những chương trình mà tư vấn chúng tôi và đào tạo chúng tôi rất là nhiều. Ngoài ra thì các đơn vị mà xây dựng ISO ấy cũng đã tiếp cận chúng tôi, và chúng tôi đã mong muốn làm từ lâu, nhưng hiện nay cũng chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ để thực hiện điều này. Chúng tôi chỉ muốn mà nó xuất phát phải từ bộ máy của công ty phải có chất lượng cao, đạt được tiêu chuẩn thật sự với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, và mình có được cái giày đấy là có nghĩa là chúng tôi tin tưởng chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng được tốt hơn nữa. Việt Nam đã hơn một năm hội nhập nền kinh tế quốc tế WTO. Đây là một cái thử thách lớn đối với các doanh nghiệp. Vậy thì còn công ty Vân Trung thì sao? Trước khi gia nhập WTO, Vân Trung đã tham gia những cái chương trình hỗ trợ cùng với bên hội doanh nghiệp trẻ, bên VCCI và nhiều đơn vị tổ chức khác để tham gia, để thể hiện được sự ủng hộ là đối với của doanh nghiệp đối với cái định hướng phát triển thương mại của các cái lãnh đạo nhà nước. Với Vân Trung thì đó là cơ hội phát triển, và mở cửa WTO nó thể hiện rõ nét nhất trong vài năm tới, chứ theo chúng tôi thì hiện nay thì nó cũng chưa phải là cái lúc, và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để mà chuẩn bị chờ đón cho cái cơ hội này. Thương hiệu là một vấn đề hết sức quan trọng. Vậy anh đánh giá như thế nào về vấn đề xây dựng thương hiệu? Và anh có nghĩ rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn quá nhỏ bé khi nói đến thương hiệu? Mọi vấn đề ấy, chúng tôi thường giải quyết tận gốc, làm bất cứ việc gì cũng vậy. Chúng tôi không, nếu mà mình không tìm được gốc rễ ở nó thì chúng ta làm nó rất trông chênh, nó không đến nơi đến chốn và nó cũng không bền vững. Và doanh nghiệp Việt Nam thì nói thật là quá nhỏ để mà nói đến từ thương hiệu. Trừ cũng có thể là những cái doanh nghiệp lớn thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn như chúng tôi thì chúng tôi xác định cái gốc của thương hiệu chính là sự chấp nhận của khách hàng đối với cái sản phẩm và dịch vụ mà mình cung cấp. Do đó thì chúng tôi cố gắng làm tốt cái phận sự của mình. Còn lại, phần còn lại thì nó phụ thuộc vào sự đánh giá của khách hàng và thời gian. Xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp có hệ thống, chuyên cung cấp thiết bị, lắp đặt, dịch vụ viễn thông, tổng đài điện thoại doanh nghiệp chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, song song với việc phát triển thương mại điện tử, bán hàng viễn thông qua mạng. Đó là tiêu chí kinh doanh mà vị giám đốc trẻ Hoàng Mai Trung đã và đang xây dựng cho doanh nghiệp của mình đi đến con đường của thành công. Để có được như thế, trước tiên phải xây dựng một Vân Trung thân thiện, có được lòng tin đối với khách hàng. Công ty muốn tồn tại lâu dài, phải chia sẻ cơ hội và sự thành công cho nhân viên. Để làm sao doanh nghiệp trở thành một gia đình, một môi trường làm việc thân thiện trong doanh nghiệp cũng như đối với chính khách hàng.